Xin chào tất cả các bác nha, Hoàng Mã. Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh của Hoàng Hiền. Hôm nay thì dàn diễn viên điện tử của Hoàng Hiền tiếp tục đi gặt lúa thuê. Bây giờ thì đi anh nào vào xóm Hoàng Hiền, vào xóm đi lại được. Hoàng Hiền đang cùng mấy nhảo đi vào xóm bắt con gà. Đấy, Hoàng Hiền mua con gà để cho dàn diễn viên điện tử của Hoàng Hiền bổ sức khỏe, đi làm thuê, kiếm tiền để trang trải cuộc sống. Trang trải cuộc sống bắt. Ngoài này họ không bán, ngoài này chỉ có vịt thôi. Vịt thì nhiều, nhưng mà gà thì không có. Bây giờ vào là mua con gà con ngon. Gà chạy bộ trong cái khu nhà anh Trung đã xây. Trong đấy là họ bán gà ngon. Gà ta, có trả đồng ngon lắm. Gà ngoài này gà công nghiệp ăn bã bã. Anh mua gà, con gà ngon ngon. Rẽ bên, rẽ con chợ, ra đây, ra đây. Hôm nay thời tiết đẹp, mát mẻ. Dàn diễn viên điện tử đi làm thuê này là ngon này, mát đấy. Hôm nay về này, gà nó vẫn làm ăn được, nấu ăn bình thường nhỉ? Anh nhỉ? Chưa thấy nấu kiểu đấy. Được hết, ngon hết. Mình vẫn luộc luộc như kiểu là vịt, còn cánh nó thực kia cho nấu ăn bình thường. Bây giờ hơi chắc khả năng nấu ăn ngon. Ngon chứ, vịt mình khác gì đâu. Như trước mình nấu ăn thì ngon nhất tỉnh lên thì ạ. Cho chân cánh tiếp nó kiểu đầu tiếp rồi nấu canh măng ăn ngọt nước. Sáng uống nước ngoài này chú đừng nghỉ mà. Hả? Sáng ông ngoài này bà chú được nghỉ mà. Không có đi trường. Đấy, giờ mưa mới ở trường về. Đi lên nhanh để vào xóm đi đi tối. Nay trời đang dở mưa các bạn. Đêm qua với sáng này có mưa. Chiều mát. Dạ bên này nhá, bên vào xóm đây. Bắt con gà mái, nhiều béo đang đẻ. Ăn nó ngọt thịt. Ông Dũng nhá. Dàn diễn viên điện tử tranh thủ vụ mùa kiếm tiền. Đồng những anh Thảo này, bà con đang gặt. Bãi kia đang gặt vãn này. Thảo nhỉ đang chế biến món. Được không chị? Cho ra múc luôn này. Canh khoai măng với lại gà. Đấy, ngọt nước đấy. Hấp dẫn đấy. Chị múc mấy bát rồi? Chia đều các con. Đấy, gà đây. Còn em vừa chặt đây. Gà mái đang đẻ. Khoai nó nấu này là hợp lý ấy nhỉ? Ngon tuyệt vời đấy. Cái khoai sọ này mà nấu có ít cái sô cô vào nó hợp ấy. Cũng biết tuyệt vời à?
ông Bình An này. Lèo. Hả? Nói lèo không? Ừ. Sao? Cần gì? Chào các bác đi. Con chào các bác. Chào bác. Ừ. Ừ, được, hấp dẫn đấy. Nói nhờ, khói bay nghi ngút rồi. Được. Thanh giải chiếu Thanh ơi. Giải chiếu ra. Đấy, cho nước vào. Tuyệt vời. Đấy, cho bóng nó sáng. Công tác chuẩn bị đã xong hết rồi, thì đợi của anh trẻ thôi. Không, lấy cái xào anh Thảo ơi. Chị gái không? Lấy cái xào cái sáng à, lấy xào. Rồi có anh Thảo có đấy, lấy xào đấy. Lấy con tối lắm. Ai à? Cao hết nhờ. Cho một đầu lên mái ấy. Đặt lên mái à? Sáng hơn ở ngoài. Không, ở dưới, ở dưới. Đấy, buộc ở ngoài này. Đấy. Dịch vào trong. Dịch trong kia. Đấy. Đấy. Được rồi. Đấy, buộc con này này. Đấy. Đấy. Lên mâm này, 500 anh em chuẩn bị chiến đấu à. Đấy. À. Hấp dẫn rồi các bác à. À. Lấy cốc ấy, lấy cốc để uống uống nước ngọt. À. Cá mà sáng trắng luôn này. Đấy, giờ này mới gọi như ở phố luôn. Rồi. À, đến bữa xin mời tất cả các bác nhé, dùng bữa cơm với lại Hoàng Hiền và gia đình. Đây Long ngồi cầm với bố đi. Long ngồi ra lấy bát cho thằng Long này hả? À, thằng lấy con ấy nhỉ. Rồi mời các bác đi. Cháu mời bác ăn cơm nhá. Ừ. Cháu mời bác ăn cơm. Cháu mời bác nhá ăn cơm nhá. Đi làm công ty các bác, em mới xin đi làm thời vụ như video trước Hoàng Hiền nói các bác. Đấy, em là bây giờ chưa về, 8 giờ mới về cơ. Mấy phần em một ít đồ ăn rồi. Tí về ăn xong. Mấy anh em mà dùng trước. Ăn đi. Gấp cho thằng bó cho thằng Bình An ăn đi. Thằng ấy ăn gì? Chén gì con? Thịt gà ở đây, gắp cho 5 miếng thịt gà. Gắp cho 5 miếng ngon thôi chạm. Thành ngồi gần vào. Thành với bà gái ngồi gần vào mấy ấy chứ. Để nước gần vào. Sát hẳn vào tí nữa. Để nước gần vào, ngồi hẳn vào mới gắp được. Chạm đi. Chị gái ngồi gần vào tí nữa mới gắp được. Ăn đi, chạm ngon miệng này. Ăn cơm gì không? Thằng Thành hôm nay mặc áo này đẹp trai đấy. À, áo này của Bác Thảo phải không? À, nhưng mà vẫn vừa nhỉ? Vừa. Áo này anh Thảo nọ các bác gửi cho đúng không? Đúng. Áo Axelan này. Đẹp trai hẳn này. Nhìn sáng sủa. Ừ. Thằng này giờ này sáng sủa hẳn rồi chứ. Mặt trắng trẻo. Được. Chán đấy. Anh Tuấn ngồi giáp vào. Ừ, được rồi. Thành nữa ngồi giáp vào mới ăn được chứ. Không gắp được gì. Ngồi thoải mái. Ăn gì con? Ừ. Con bố Thành. Rồi, thằng này bện bố nhỉ. Thằng này theo bố như ấy luôn. Mẹ nó có theo gì không?
à. Theo mẹ hơn. Theo mẹ hơn à? Nhưng mẹ ấy làm rồi, theo bố. Làm bắt buộc rồi, theo bố. Bắt buộc theo bố. Khoai. Cánh khoai quá. Khoai măng. Đấy. Kèm với lại món gà. Ngon. Chị Thành còn cái bát nào ấy không? Đặt cho một tí rồi nếu để xương không có gì để xương. Ừ. Đấy, bên này một cái, bên này một cái. Để trước ông Thành nhỉ? Ông mang để xương. Ừ. Đấy, đây này, con bé vất chưa? Ăn nó ngon, nó phải bế con này. Đấy, ăn nó phá. Một người ăn, một người bế. Tí mới chén được. Ừ. Bình An hả? Dạ chứ, dạ chứ. Dạ nhá, người mày gọi dạ. Ờ. Dạ. Ừ. Dạ đấy. Nghe chưa? Ừ. Vâng. Ừ. Nên lấy thịt Thành. Lấy thịt xé nó chứ. Không ăn được. Hả? Nước canh nó ăn có ăn được không? Toàn thế. Nó ra mẹ mày cho ăn thế nào nó lớn được. Đây. Lấy thịt xé nó chứ. Nó có kiêng phải kiêng thịt gà không? Không. Không thì mày lấy thịt xé nó à? Mặc răng nó. Mặc răng à? Ui giời ơi. Thế sao mà lớn được? Ngon đi. Ăn đây cô chị ăn đây, 525 ăn tự nhiên. Nó có ở bên chị hơn tế. Rồi. Cho bát canh đi nha. Đấy. Đây đâu rồi chú? Ờ. Khoai đỗ này cũng hợp anh nhỉ? Đúng rồi. Xong lấy đỗ mà ăn. Nó hoạt động một nắm mà. Khoai tỏi mà nó dầu canh lạ, không mà có quả sốt cho vào nó cứ chua, ăn nó còn ngon. Ờ. Tối mấy gái tao đành gì à? Tối cây bà gái à? Cây nhà chị ấy của nhà anh trai. Cây xấu ấy, cổng nhà chị ấy. Nhà anh trai à? À. Mà xấu rẻ thì cho, có ai mua đâu. Trước trong làng mấy cây để rụng hết, vàng rụng. Mọi năm bên Trung Quốc họ cân thì nó còn có giá chục nghìn cân, giờ làm gì có. Giờ chỉ có ra chợ bán về nấu canh. Đẹp trai trong bố. Đấy, đây. Nhiều bác bảo lười. Lười cái gì mà lười. Thời gian bế con chả có. Lười. Đặt con một tí ra cắt ít mon nó khóc ầm lên lại chạy vào. Chạy vào không bế con được luôn bởi vì tay ngứa, phải rửa tay. Rửa tay dỗ con tí nó ngồi, lại ra cắt, cắt tí lại chạy vào. Đấy. Sướng gì đâu, mấy đứa chứ rồi đây này. Thằng này nó nghịch như roi ấy, thằng này mà không trông nó lao ra ngoài đường ngay. À, thằng này phải theo sát đấy, bây giờ nó đang tầm đường, nó chạy ra đường xe cộ nhiều. Điện điếc, ghê lắm bọn trẻ con này. Thằng này xé thịt cho ăn được chưa? Cho ăn được nhưng mà sợ nó hắc thế này. Cho ít một thôi. Đó. Đấy. Đấy anh Thành đây ngồi được đấy. À. Được. Hiếu ăn đi. Đó. Chén đây. Đội trẻ con này nó không ăn, ông ăn khoai sao? Bọn này chỉ chén thịt, nó đưa bát khoai cho đội anh Tuân ăn. Chị máy đưa khoai về đội anh Tuân. Đó, đội Thành nó chỉ có chén thịt đấy. Thành ngồi gần vào con. À, Long ngồi gần vào, chị gái ngồi gần vào. Đấy, nó thịt ăn. Đấy,
ngoài đội mấy anh em chén. Xuống vỡ này. Rót nước cho nó, rót cho nó uống. Đó. Vỡ thì vỡ được tay chân đấy. Chào con mặt đấy. Không chào con mặt đấy nhá. Ăn đi, vừa ăn vừa bế vừa ăn đi. Đó. Cầm đũa chào con mặt đấy nhá. Rồi, thôi. Đâu cơm nhỉ? Đâu bà gái nhỉ? Sao? Thằng con. Thằng Vương à. Anh trở về thăm quê. Cốc Hùng Thành đâu? Đâu vừa đổ rồi. Đây. Đây. Có thằng Thành, nó thằng Thành nhé. Ờ, thằng Vương uống. Gắp thịt cho nó, gắp thịt cho thằng đấy. Đây, đây. Ờ. Thì cho nó chán này. Thằng ngồi khoanh chân được con. Ngồi như anh Thành nhỉ. Đấy. Đấy. Là đàn ông à. Ăn đi chị gái thì ăn đi, cả nhà ăn đi, chị máy ăn đi, bế con không chén được cái gì à? Một tay bế con tay chén thôi, khắc phục khó khăn. Dù khó khăn đến đâu ta vẫn phải quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Đấy. Hết mắm ra đi, ngồi đây để mắm xem. Tôn mắm đấy nhỉ? Ngồi, ngồi, ngồi im, ngồi im con. Ngồi im. Thành này vất này, con nhỏ. Ôi dạ, bình an. Ô, sao đây? À, không ăn muối mì miếng đi à? Cơm chưa? Ăn đi. Không ăn gì đâu. Ăn cơm rồi. Ui giời, ăn đến làm. Ăn đến làm mà làm được. Ui giời ơi. Thế á? Nó đúng là người mạnh khảnh hôm nay. Bữa nào chú ăn giỏi lắm. Thế à? Lao động mà quá nặng quá thì ăn được 2 bát rồi, 4 bát rồi. 4 bát cơm này. Có hôm nói nhau bảo là chứ cứ ăn một bát cơm thì thôi không khỏi phải nấu đâu. Thế à? Đúng phải nói thế đấy, phải nói mạnh ngay cho ông ăn đi. Thế là anh ăn thêm được 1 bát nữa. À. Thế là vợ nấu ra đồ ăn, vợ nấu ra không ăn để ai ăn hả? Ờ. Cùng nhau chén nhỉ. Gắp cho ông Thành. Để chị để nó bắt nó chấm gần cho nó. Không cho bát buộc anh nhỉ? Buộc anh. Cho vào trong ấy. Đấy là chỉ có ba gái mới. Không, cái đấy cứ để chị chấm. Bát cho chị gái nhỉ? Buộc anh nhỉ? Ờ, cho vào trong. Đấy, chỉ có Long Thành với bà gái mới chấm đấy. Ăn cơm anh Khánh ở. Ở đây anh không? Nó đi, nó đang ăn cơm. Gắp gắp thịt cho thằng Long nó ngồi xa. Long ngồi gần vào con. Gần mà ăn. Anh chị nào mà đây. Gắp cho nó. Ăn chứ. Hả? Ăn đi đây. Chán đi chưa? Thằng Bình ăn không ăn nữa à? Con, cho mấy thịt gà chén. Chán. Cho mấy thịt gà. Nó ăn chán rồi. Nó ăn đi, nhảy lên. Hiếu. Thằng Hiếu người cái gì đây? Ui giời ơi. Bọn này cứ khảnh khảnh này bắt đầu mới lớn rồi. Bây giờ phải như Thành nha. Thằng này thì không có chén béo úp ích luôn. Hiếu. Ngồi xuống. Giời ơi. Gắp thịt cho nó. Vài lấy. Hả? Gắp cho nó đi.
Vâng. Có cái thằng này nó còn ăn cái thịt chứ còn Huyền việc khói ăn từ bé. Ừ. Đến lúc đi học nó mới ăn cơm thịt đi, còn ở nhà nó ép nó không ăn đâu. Đi lớp cô giáo toàn bố thế sao nó không ăn. Ừ. Cứ cơm canh thì nó ăn. Cơm ăn bình thường nó ăn. Xúc cơm ăn đi con sao mà được đứng xuống đấy làm gì. Thầy ăn đâu đi. Vâng. Ăn đi, nó thì ăn đi. Vâng, ăn no cho thầy. Chán đi. Còn hai miếng. Dạ, toàn ăn 4 lần ăn. Mình đói. Mấy mày ốm cần thế hay quan được đâu. Đỡ chưa? Đỡ rồi, đỡ sốt rồi. Nó mỏng mụn lắm người. Mụn á? Phát ban. Nổi ban à? Vâng. Sốt phát ban hả chú? Vâng. Mệt. Trong thảo sau ít cây trong bột thì đừng phá, để nó đẹp. Mua sau anh đánh đi, anh Thảo ạ. Sau anh đánh đi. Không thể thế á. Anh phải lấy thì anh đổ lấy đường xe ô tô chở vào địa vào chứ. Ừ, tháng này nó vẫn đủ được. Hả? Vẫn đủ được. Chỗ này vừa không? Thảo cọc cây ra là... Nhưng cây đủ đừng phá, cây đủ được để đấy. Ừ. Cây đủ được phí đấy. Ừ. Ừ. Đủ hơi đẹp ấy. Cứ em nghĩ là nó vướng đấy, nó vướng cái chỗ tấm lợp kìa. Cái tấm đấy thì phải bỏ ra. Cái đấy thôi thì bỏ mà. À. Cái đàn này chẳng dỡ đi để làm gì, trước sau để mới dỡ ấy. Hả? Cái chỗ đấy chả ảnh hưởng gì đâu mà. Sau cũng làm bếp đấy mà. Đang tính nhảy cái nào cái ấy. Cái này là sau tấm lợp phải dỡ ra, còn đâu này sau là... Cái gì? Máy á. Máy đưa mấy múc ru đổ hết. Gỗ, ông muốn giữ gỗ không? Ông muốn giữ gỗ thì ông đưa ngói cho ông hạ nhạ cây xuống. Còn ông muốn không muốn lấy nữa thì không sử dụng lại thì là máy ru. Ngói thì không ấy, cây gỗ thôi. Thế vì anh muốn giữ gỗ thì? Giữ gỗ thì anh phải bỏ ngói xong rồi anh đưa xuống thôi. Xong rồi còn không thì anh đưa máy hút anh ru. Đúng không? Nhưng mà cái này, cái gỗ này anh sử dụng được không? Gỗ này. Đấy, em bảo dỡ xuống xem được không? Gỗ này gỗ gì? Gỗ tạp thôi mà. Tạp thì tôi không lấy làm gì. Nào anh chả dùng thì cái này cả. Mệt người. Cho là cúi ấy. Ở nhà anh sau này nó cũng bắn mái tôn thành sắt hết chứ phải dùng gì cái này đâu. Đúng không? Đó. Nằm ăn đâu cơm đâu. Mà anh cũng du nó chả gãy đâu mà. Du nó chả gãy. Không bao gãy. Cái này. Chỉ có gạch nó đổ thì cái này nó rơi xuống thì nó vẫn nằm nguyên nó đấy này. Những cái cây to thì sao mà gãy được. Sau rồi anh thuê múc về phát du đổ hết múc móng luôn. Đấy, cái chỗ mối nó bảo ông cho vài cầu đưa hết xuống dưới đấy. Bờ dưới kia. Để gần đến bờ mưa. À. Nó nhàn. Ăn đi, nhìn gì nữa. Chú ăn đi. Chén đi, suy nghĩ gì. Cứ chén đi. Ăn đi, ừ, ăn đi anh em, cứ chén đi. Em ăn tí là no. Đến nhà chị chồng lâu chưa? Ra Tết chị chồng này. Ra Tết à? Thế cũng mấy tháng gì à? Làm gì đã có củ. Có củ rồi. Thôi cơm đi. Hoa nữa à? Ừ. 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 Chờ, Long ăn nữa đi con, ngồi xuống. Ngồi nước thịt ăn. Ngồi à? Ngồi như anh ăn ngồi không? Ngồi xuống cắt cho mình miếng thịt. Ngồi. Nào, thứ ba đây, tôi cắt cho miếng thịt lạc lạc cho mày ăn. Đây, đây. Cho miếng ngon. À, thứ ba, thứ ba. Bắt. Đấy. Chờ đây. Ngồi đi anh Thành con chân vào. À. Thứ ba đây. Con ngồi. Ngồi thứ ba đây. Cắt cho miếng ngon ngon. Ngoan nữa không? À, miếng béo ngậy. Không. À. Không bảo qua không ăn nữa. Không ăn nữa à? Không ăn nữa rồi. Ôi, đây bà này ăn đi. Bà này vất vả con nhỏ suốt này. Chú. Ăn đi. Chú không ăn. Mấy chị mấy ai đỗ anh Thảo, mấy Thảo ăn hết để làm gì? Bà gái đưa bữa cơm đi. Bà kia đang ăn. À, mỗi người miếng hết đi. Đưa bát đây. Đưa bát đây. Đưa đi. Giời ơi. Chú ăn đi, chú qua ăn đi. Em quan trọng gì? À, bà Thành đưa bát đây. Làm nó miếng đi, cho hết đi. Ờ, bà gái đâu đưa bát đây. Đây cũng làm hết nhá. À. Bài đâm ra hên với người toàn lạc nhá. Ờ. Ờ thằng Thành vô đây. Cơm canh
canh ngon. À. Cái nước canh này ngon. À. Chén đi. Ừ, cho Bảo Thành kia chan canh mà ăn kìa, ngon. Nước canh ngọt. Chị gái bơm canh cho nó ăn chán. Ăn cơm thôi. Bữa cơm cùng mấy anh em đoàn kết vui vẻ. Nấu khoai cho xấu à? Ừ. Còn đi nhá. Mạnh nha.